Hello, xin chào anh em ơi. Bữa nay quay anh em xem một tàu ké của lưới rút Bình Định nha anh em. Anh em xem đoán thử tàu ké đây của ai? Chủ tàu là ai và ở thôn xã nào nha anh em. Tàu ké Bình Định đang thẻ giam tại khu vực điểm Nục Dời anh em. Bữa giờ thì có rất nhiều ghe thì đánh trúng Nục Dời. Đêm thì có tầm 2-3 người trúng. Người nào trúng nhiều thì được 40-50 tấn. Người nào gặp ít thì mười mấy 20 tấn nha anh em. Đó, quay cảnh tàu ké như anh em sau một đêm làm việc ngồi ở trên tàu tâm sự. Có anh leo lên trên mui lầu để tìm sóng điện thoại anh em. Anh thì tới trụ kéo, còn một nhóm thanh niên trẻ trẻ thì ngồi bên hông. Còn cái nhóm hai ba anh về kia là tới nghe chỗ kéo để ngồi tâm sự. Ghe dài tầm 20 mấy mét nha anh em. Đây cũng là một kiếm thủ chuyên đi đánh Nục Dời. Anh em nào biết tàu ké của ai thì vô bình luận thử, anh em nào bình luận đúng nhất nha. Đó, mình quay cái góc xe cho anh em xem. Thì ghe mình đang thả tại cái góc này cho nên là những anh em ở trên tàu ké kia cũng không hề biết là mình đang quay nha anh em. Đó, anh em ở trên tàu vẫn là sinh hoạt nói chuyện tự nhiên thoải mái luôn. Mình thả ghe của mình gần bên ghe của anh này cho nên là mấy anh em trên tàu ở cái khoảng cách rất là xa. Chung là mình mới mua cái máy quay này, cái chất lượng quay nó xe và nó rất là tốt nha anh em. Chỉ cái điều là nó quay đêm thì có luồng sáng thì nó bắt sáng nó quay đêm tốt, còn quay trong tối thì nó quay rất là tệ. Thì ở trên biển thì nó không sao mà khỏi bị rung lắc nha anh em, cho nên là anh em nào xem quen thuộc những cái video về biển á thì anh em sẽ hiểu được vì sao cái video nó cứ hay bị nhấp nhô. Tàu ké sơn màu rất là đẹp và ngầu á. Trên tàu cũng trang bị radar và nước, máy chụp đầy đủ. Thì anh em biết là để thực hiện và quay một cái video mà gọi là đủ dài cho anh em xem ở trên biển á, nó khó hơn mình quay ở trong bờ. Ở trong bờ thì ghe tàu ở làng mình thì nó không rất là nhiều, nhưng mà quay nó không hấp dẫn bằng ở trên biển. Thực sự là một chiếc ghe đó, nhưng mà đi ở trên biển thì mình quay, mình lưu lại một cái video là nó hay hơn. Nó giống như là một cái cuộc hành trình của anh em đi làm rồi được lưu giữ lại. Còn ghe giờ bờ rồi thì không có gì để nói nữa, mình không quay anh em tự quay vẫn được. Ghe neo ở trong cảng, trong bến là rất là nhiều, nhưng mà quay nó không có đẹp anh em à. Ở ngoài biển cái hành trình anh em đi làm này quay lại nó ý nghĩa, nó sâu sắc hơn. Hai anh về ngồi ở trước tâm sự xong, còn nhóm trẻ kia ngồi ở đằng sau coi hình gái. Bình Định 94988 TS. Ghe đang thả giam tại điểm Nục Dời nha anh em ơi. Bữa giờ thì anh em ở làng mình đánh Nục Dời nhiều lắm.
quay trên video là đa phần cái khu vực anh em làm và cái khu vực điểm anh em làm thì mình ít khi nói trên video nha anh em. Cái này thì anh em xem video cũng thông cảm và hiểu được. Bởi vì đa phần những cái video của mình là một số những cái video mình vừa mới quay cũng có, một số những video là mình quay từ rất là lâu cũng có. Tàu cá đóng khỏe đẹp không anh em? Có anh bạn leo lên bấm điện thoại trên cabin. Ở khu vực này mình đang làm là khu vực này nó yếu sóng nha anh em ơi, cho nên là anh em gọi ra ngoài này nhiều khi đổ chuông, nhiều khi là không có đổ chuông được, đổ chuông nhưng mà bắt máy cũng không được luôn. Thì trong cái cuộc hành trình mình đi làm thì mình gặp gỡ tàu cá nào thì mình quay lại cho anh em xem. Những anh em sau này những anh em có đi làm hay không làm nghề biển nữa thì anh em lên trên mạng xã hội YouTube á, anh em đánh cái nội dung mà mình ghi tiêu đề thì nó sẽ ra cái tàu cá của mình. Còn một số tàu cá mà như mình đăng lên á, mà những anh em xem có ghe của anh em ở trong đó, có tàu cá của anh em trong đó thì một số anh em vô cũng bình luận cảm ơn. Còn một số anh em mà không thích có ghe tàu mình ở trên mạng xã hội, mà khi mình đăng lên thì anh em chỉ cần bình luận phía bên dưới thì mình sẽ gỡ cái video đó ra. Mình gỡ cái video đó ra theo yêu cầu của anh em. Bởi vì mình quay có một đoạn nào của tàu cá của anh em hay là nguyên cái video quay về tàu cá của anh em mà anh em không thích thì mình sẵn sàng mình gỡ ra thôi. Bởi vì mình là chủ kênh này, mình sẽ quản lý cái kênh này. Tuy nhiên là cái kênh này cũng như là cái kênh của tất cả anh em, mình quay, mình lưu lại, mình đăng lên mạng xã hội để cho tất cả anh em cả nước, anh em một số kiều bào ở người Việt Nam ở bên ngoại quốc thì họ cũng xem cái video của anh em được. Tuy nhiên thì một số anh em phản hồi là không thích thì mình sẵn sàng mình gỡ xuống thôi. Bởi vì cái kênh này giống như là cái kênh của chung tất cả các anh em làm biển, mình quay về chính thống, mình không nói thiên lệch về ai. Dù anh em ở một địa phương nào, một tỉnh thành nào, mình cũng quay lên và cái nội dung cho nó đẹp, nó hình ảnh cho nó chất lượng cho anh em, chứ mình không nói thiên lệch về ghe của vùng nào miền nào ha. Đó là cái kênh chính thống YouTube của mình, nó hoạt động theo hình thức như vậy. Còn những cái món cá mà mình nói số lượng nó bao nhiêu tấn, mấy chục tấn á, thì khi vô máy thì anh thuyền trưởng anh độ cái lượng cá tầm đó thì mình quay trực tiếp, mà mình quay trực tiếp mình bình luận thẳng trên video luôn. Cho nên là mình sẽ nói lại những cái thông tin mà mình biết được trên video cho anh em xem. Còn khi cái lượng cá nó vô bờ được bao nhiêu thì anh em mừng bấy nhiêu thôi, chứ mình không phải là nói khót lót lên một cái lượng cá rất là lớn cho cái ngày hôm đó để cho anh em ập show vô xem cái video của mình, là điều đó không có. Đây là một cái kênh YouTube chính thống và nói chính xác về cái thông tin đó. Cho nên là có những cái video là mình nói là cái lượng cá nó tới 50-60 tấn đó, nhưng mà ngày hôm đó thời tiết xấu hoặc là cái lượng cá nó rộ, nó báo rất là tốt màu, cho nên là anh em độ trong máy nó bị lệch cái lượng cá, sau đó anh em thu hoạch lại nó còn cái dài 30 tấn thôi, hoặc là 10-20 tấn thôi, thì anh em có phản hồi lại mình sao mà cái lượng cá ngày hôm đó nó chỉ có bao nhiêu chục tấn đó, nhưng mà mình nói là cái lượng cá tới nhiều gấp đôi. Thì khi mình quay trực tiếp tại cái thời điểm là rất nhiều anh em tại thời điểm đó đều đón cái lượng cá đó nó phải gần tới cả 100 tấn nó mới có cái sức nặng, có cái gây cái sự khó khăn đó cho những anh em trên tàu cá.
chứ lượng ké dài 30 tấn thì anh em nghĩ là nó không đủ lớn để làm khó khăn những anh em ở trên tàu. Cho nên là khi thu hoạch về thì nó giảm cái số lượng ké xuống, thì anh em cứ bình luận phản hồi cho mình là cái video này là mình quay trực tiếp. Đó, mình quay trực tiếp, và những cái lời bình luận của mình là mình bình luận trực tiếp tại cái thời điểm đó luôn. Cho nên là sau đó cái lượng ké nó được bao nhiêu thì anh em bằng bao nhiêu, chứ không phải là mình nói gấp đôi gấp ba lên để anh em ập xô vô xem cái video. Đây là một kênh YouTube chính thống, không giật gân, không giật tít, không nói quá về sự việc đó. Mình cũng giải thích cho một số anh em mà đã từng xem cái kênh mình để cho anh em có niềm tin, có sự tin tưởng. Video mình đăng lên có thể là dài 3.000 người thôi đó, dài 3.000 người xem hoặc là 10.000 người xem đổ lại, đó là cái lượt xem trung bình cái video của mình. Nhưng đó là một cái video chính thống, không nói hơn, không nói thiệt cho bất cứ ai nha anh em. Thì ở trên biển là anh em đi làm, anh em cũng quay lại cái video được như mình. Nhưng giống như mình nói, để thực hiện một cái video đầy đủ, một cái cuốn phim đầy đủ ghi lại hành trình của rất là nhiều tàu cá thì nó rất là khó đó. Bởi vì mình cũng vừa đi làm đó, mình cũng vừa đi làm, mình cũng vừa lái tàu, thì cái khoảng thời gian mà để quay video thì nó rất là khó. Chỉ có những một số anh em họ cũng quay lên một hai video, họ đăng tải lên rồi thôi, chứ không có một cái cuộc hành trình đầy đủ cho tất cả các cái độc giả mà có thể xem được một cái kênh YouTube mà nó ra nhiều cái video lần lượt để cho anh em đón nhận được. Chỉ cái điều một số anh em lâu lâu hứng quá quay một cái video nào đó nó hơi rung lắc, nó hơi lờ mờ lên xem, rồi sau đó họ không còn cái hứng đó để làm chuyện đó nữa thì thôi. Chứ chưa có một cái người đi biển à, chưa có một cái người đi biển bản thân mình lên trên mạng xem rất là nhiều, chưa có một người đi biển mà quay lại một cái hành trình mà khai thác ở vùng này vùng kia, rồi các cái tàu ké đánh bắt ở vùng này vùng kia cho anh em xem. Mà cũng có một số anh em là quay ở trên chính cái con tàu của họ, một số anh em ở ngoài Bắc, anh em Hải Phòng, anh em 37 Nghệ An thì cũng có quay lại, nhưng mà họ quay bản thân họ làm việc trên con tàu của họ là chính, chứ cũng không quay rất là nhiều tàu cá khai thác chung cái khu vực. Thì cái nghề lưới rút ở các cái tỉnh mà từ mình chủ yếu mình quay ghe tàu từ Bình Định cho tới Ninh Thuận là nhiều, cái vùng này là cái vùng khai thác chính của mình đó. Cho nên là mình về cái vùng này cái lượng ghe của các tỉnh nó quy tụ về đây cũng nhiều, cho nên đó là những cái dịp và cái nghề lưới rút nó cũng thu hút cái lượt quan tâm của những người làm biển rất là nhiều đó.